tên là Thời và hai thành viên Nguyễn Quý Tùng, ông là Xét Hạ Thành Công, ông Thành Cổ và hai thành viên Nguyễn Quý Tùng, ông là Xét Hạ Thành Công, ông Thành Cổ và Thời. Trên bàn số 3, đơn nam lãnh đạo và hai thành viên Võ Đại Hải, huyện Con Tum của Việt Nam, Nguyễn Tuấn Anh. Trên bàn số 3, đơn nam lãnh đạo và hai thành viên Vũ Xuân Trung, sinh Bắc Lạng Sơn, Bùi Anh Tuấn, công ty AIG Media. Mời hai thành viên Vũ Xuân Trung, sinh Bắc Lạng Sơn, Bùi Anh Tuấn,
Giang ở Nam Định và Hồ Chí Minh. Thi đấu đơn nữ trên đường băng. Em có ăn hai trận đơn rồi. Còn một trận. Thank you.
Nhưng mà số 1 Đức Nam Lan và hai vận động viên Đỗ Tuấn Kiệt và Hà Nội Nguyễn Thành Nam của Đô La Vĩnh Cửu. Ngoài hai vận động viên Đỗ Tuấn Kiệt và Hà Nội Nguyễn Thành Nam của Đô La Vĩnh Cửu thì là số 1.